Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục về thăm tại một cái buổi trưng bày của câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Phổ An. Lần này thì anh em trong câu lạc bộ của xã Phổ An tổ chức trưng bày những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đầu năm 2024 với cái nội dung là đón năm thông mới. Hình ảnh đầu tiên là một cây dúi dáng hình thụ của anh Nguyễn Đình Cương. Tiếp theo là cây mặn, cây này của anh Nguyễn Bonsai đây. Có nhiều những cây quen thuộc mình đã từng làm video chia sẻ cho các bạn xem rồi. Lần này đúng một cái dịp trưng bày đầu năm 2024 thì mình có dịp về thăm chia sẻ cho các bạn cùng xem. Cây hải châu này có cái đường thân cũng hết sức là độc đáo. Cái này thì hoàn thiện hết rồi. Này mà cho quả thì quá đẹp luôn. Tiếp tục là một cây dúi. Cái này là lùng lực. Cái này mà chiều cao thì chỉ có 1 mét. Tiếp tục là cây hoa ngao. Cây hoa ngao giống bàn trà. Hoành gốc 80. Cây này có cái tử cũng khá hay. Thân thì u cục, già lắm. Chào anh. Năm nay anh trưng bày toàn những cây lớn không? Năm nay cây đẹp lắm. Dạ. Năm ngoái thì chưa. Cây này là cũng của anh Nguyễn Bonsai.
tiếp tục mời các bạn cùng thưởng thức một cây dúi, mà cây này thì chơi giam. Giáp chưa được già lắm nhưng mà bóng giống thay đẹp. Tiếp tục là cây hải châu tiểu cảnh. Cây hải châu này dòng khai thác nên là cái đường thân nó có những cái nét đẹp thiên tạo. Cây hoa dãy của anh Nguyễn Ánh. Tiếp tục cũng là một cây hoa ngao. Cây này chỉ là một cây trực thôi. Bóng gió. Phần đế cũng khó hay. Hiện giờ thì anh em đang dùng tiệc này là phần âm thanh nó không được xuất sắc, hơi bị ầu. Tiếp tục cũng là một cây hoa giấy, cây này là phô mai trực huyền. Tiếp tục là một cây xanh quê. Cây này thì hai thăng nhưng mà được trồng rất khá khai, cũng tương đối già. Tiếp tục là một cây dúi khủng của anh Nguyễn Đình Cương. Cùng thụ dúi. Cây này thì xuất hiện cũng được đi chơi đi dự các săn chơi trưng bày cũng như là triển lãm cây cảnh nghệ thuật rất nhiều. Mà lần này có vẻ là gọn gàng chỉnh chu và phần bông tán tai chi thì cũng tương đối. Ở góc quay đối diện của cuồng thụ dúi này thì chúng ta có thể quan sát cái hình ảnh chung. Và những nét quái dị của các quần thụ dưới, chủ nhân là anh Nguyễn Đình Cương. Cây này là anh em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ. Kích thước cây này là chiều giờ của cái chậu này là 4.5m và bề rộng là 2m. Tiếp tục cũng là một
tác phẩm dúi hoàn thiện. Cây này là rừng tranh thăng. Cho anh. Cây này nhỏ nhỏ nhưng mà bóng dáng cũng hay. Chủ yếu là lấy rễ làm thân nhưng mà được chủ nhân tạo tác theo cái form rừng tranh thân, nhìn cũng khá là sâu động. Sân quê. Cái này của anh Nguyễn Khánh. Và để khép lại cuốn video đầu tiên về làm chương trình và chia sẻ những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật được trưng bày tại nhà văn hóa xã Phú An, thị xã Đức Phổ, mời các bạn cùng thưởng thức những cây me. Cây me này đúng vào mùa trái và đường thân cây này cũng khá hay. Giam thì chưa già nhưng mà trớ thì rất nhiều. Và mình cũng xin tạm dừng cuốn video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.